Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay Diệu Anh sẽ đăng cho mọi người phát một trực tiếp cận cảnh cái lò nấu chàm gió ở Quảng Bình nha mọi người. Thì đây là những cái bao chàm được thu hái về từ đồi chàm Quảng Bình, có nghĩa là chàm gió lá nhỏ mọc ở trên đồi á, là chàm gió mọc tự nhiên nha. Mình thu hái về thì người thu hái về và đây mọi người xem nha, bao nhiêu cái lá chàm thì tập kết về, hái về, phơi không hái về và bắt đầu nấu tại lò bằng cái hệ thống gọi là cái phương pháp lôi cuốn hơi nước á, để ra được cái tinh dầu chàm nguyên chất như thế này. Thì tinh dầu chàm nguyên chất thì nó có nhiều loại lắm, chàm gió rồi chàm chổi, nhưng mà cái loại tốt nhất á vẫn là chàm gió mọc tự nhiên đó. Và cái vùng đất ở Quảng Bình thì mọi người có thấy cái vị trí nó khác nhau, mà nơi nào càng khắc nghiệt mà cây cối nơi đó nó sinh sôi, nó sống được á, thì cái chất lượng, cái dược tính của nó càng cao nha. Đây là lò chàm nè. Đây, sau khi là cái phương nấu bằng cái phương pháp lôi cuốn hơi nước thì là cắt tinh dầu vô như thế này nha. Đó, tinh dầu có màu ánh thiên xanh đó, nhìn rất là đẹp nha mọi người. Chuẩn tinh dầu chàm cái mùa này thì nắng gió đầy đủ, lá chàm nó dày và tinh dầu nó rất là đạt chuẩn mọi người nha. Đây mọi người xem nè, đây là cái hệ thống nấu tinh dầu và cái lò dầu chàm đây nha. Thì mọi người dùng tinh dầu chàm bên Anh đã 5-6 năm nay rồi thì mọi người cũng biết rồi đó, cái độ hiệu quả của nó rất là cao. Bởi vì trên thị trường á, bây giờ tinh dầu chàm công nghiệp nó rất là nhiều mà mình cũng không phân biệt, người dùng thì đa số người ta không có phân biệt được đó. Cho nên khi mọi người dùng á, mọi người sẽ cảm nhận theo thời gian cái mùi thơm nó cũng sẽ rất là khác biệt đó. Dầu chàm nguyên chất các mẹ sẽ để được 3-5 năm, nhưng mà nó sẽ không có bị nhớt, bị dính và bị thay đổi màu. Chàm nguyên chất, chàm gió nguyên chất để càng lâu mùi càng đượm nha, càng thơm nha mọi người. Tinh dầu chàm á thì dùng rất là tốt cho trẻ sơ sinh nè, trẻ nhỏ nè, bà bầu nè, mẹ sau sinh nè, rồi người lớn tuổi, người già. Thì hiện tại đang trong cái mùa dịch như thế này á, thì là lò nấu chàm á, nấu ngày nấu đêm luôn á mọi người, để cung cấp chàm ra thị trường. Thì ví dụ như chàm gió nè, mình có thể phòng ngừa giống như là mình tăng cường bảo vệ đường hô hấp của mình bằng cách là chấm lên khẩu trang khi đi ra ngoài nha. Rồi khi mà mình tắm cho bé, mình nhỏ vô nước mình tắm thì ngừa cảm lạnh nè, rồi giữ ấm cho hệ hô hấp, kháng khuẩn rất là tốt. Rồi mình xông nhà cho những cái máy hút tán tinh dầu á, mình xông nhà tinh dầu chàm kháng khuẩn rất là tốt cho sức khỏe và hô hấp. Mọi người không nên dùng cái tinh dầu chàm hương liệu. Đây nha các mẹ nha, đây là chàm mới nấu lò nè, màu thiên xanh như thế này là mọi người biết là chàm mùa này là chàm chuẩn, nên cái lá chàm nó mới được cái màu như thế này nha mọi người. Đó, đây màu ánh thiên xanh nha. Đó, thì đây là một lít chàm nè, anh chuẩn bị bỏ gia sĩ nha. Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay Diệu Anh sẽ đăng cho mọi người phát một trực tiếp cận cảnh cái lò nấu chàm gió ở Quảng Bình nha mọi người. Thì đây là những cái bao chàm được thu hái về từ đồi chàm Quảng Bình, có nghĩa là chàm gió lá nhỏ mọc ở trên đồi á, là chàm gió mọc tự nhiên nha. Mình thu hái về thì người thu hái về và đây mọi người xem nha, bao nhiêu cái lá chàm thì tập kết về, hái về, phơi không hái về và bắt đầu nấu tại lò bằng cái hệ thống gọi là cái phương pháp lôi cuốn hơi nước á, để ra được cái tinh dầu chàm nguyên chất như thế này. Thì tinh dầu chàm nguyên chất thì nó có nhiều loại lắm, chàm gió rồi chàm chổi, nhưng mà cái loại tốt nhất á vẫn là chàm gió mọc tự nhiên đó. Và cái vùng đất ở Quảng Bình thì mọi người có thể thấy cái vị trí nó
nó khắc nghiệt, mà nơi nào càng khắc nghiệt mà cây cối nơi đó nó sinh sôi, nó sống được á, thì cái chất lượng, cái dược tính của nó càng cao nha. Đây là lò chàm nè. Đây, sau khi là cái phương nấu bằng cái phương pháp lôi cuốn hơi nước thì là cắt tinh dầu vô như thế này nha. Đó, tinh dầu có màu ánh thiên xanh. Đó, nhìn rất là đẹp nha mọi người. Chuẩn tinh dầu chàm. Cái mùa này thì nắng gió đầy đủ, lá chàm nó dày và tinh dầu nó rất là đạt chuẩn mọi người nha. Đây mọi người xem nè. Đây là cái hệ thống nấu tinh dầu và cái lò dầu chàm đây nha. Thì mọi người dùng tinh dầu chàm bên anh đã 5-6 năm nay rồi thì mọi người cũng biết rồi đó. Cái độ hiệu quả của nó rất là cao. Bởi vì trên thị trường á, bây giờ tinh dầu chàm công nghiệp nó rất là nhiều, mà mình cũng không phân biệt. Người dùng thì đa số người ta không có phân biệt được. Đó, cho nên khi mọi người dùng á, mọi người sẽ cảm nhận theo thời gian cái mùi thơm nó cũng sẽ rất là khác biệt. Đó, dầu chàm nguyên chất các mẹ sẽ để được 3-5 năm, nhưng mà nó sẽ không có bị nhớt, bị dính hoặc là bị thay đổi màu. Chàm nguyên chất, chàm gió nguyên chất để càng lâu mùi càng đượm nha, càng thơm nha mọi người. Tinh dầu chàm thì dùng rất là tốt cho trẻ sơ sinh nè, trẻ nhỏ nè, là bầu nè, mẹ sau sinh nè, rồi người lớn tuổi, người già. Thì hiện tại đang trong cái mùa dịch như thế này á, thì là lò nấu chàm á, nấu ngày nấu đêm luôn á mọi người, để cung cấp chàm ra thị trường. Thì ví dụ như chàm gió nè, mình có thể phòng ngừa giống như là mình tăng cường bảo vệ đường hô hấp của mình bằng cách là chấm lên khẩu trang khi đi ra ngoài nha. Rồi khi mà mình tắm cho bé, mình nhỏ vô nước mình tắm thì ngừa cảm lạnh nè, rồi giữ ấm cho hệ hô hấp, kháng khuẩn rất là tốt. Rồi mình xông nhà cho những cái máy khuếch tán tinh dầu á, mình xông nhà tinh dầu chàm kháng khuẩn rất là tốt cho sức khỏe và hô hấp. Mọi người không nên dùng cái tinh dầu chàm nguyên liệu. Đây nha các mẹ nha, đây là chàm mới nấu rồi lò nè, màu thiên xanh như thế này là mọi người biết là chàm mùa này là chàm chuẩn, nên cái lá chàm nó mới được cái màu như thế này nha mọi người. Đó, đây màu ánh thiên xanh nha. Đó, thì đây là một lít chàm nè, anh chuẩn bị bỏ gia sĩ nha. Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay Diệu Anh sẽ đăng cho mọi người phát trực tiếp được cắt cái lò nấu chàm gió ở Quảng Bình nha mọi người. Thì đây là những cái bao chàm được thu hái về từ đồi chàm Quảng Bình, có nghĩa là chàm gió lá nhỏ mọc ở trên đồi á, là chàm gió mọc tự nhiên nha. Đó, mình thu hái về, sẽ cho người thu hái về và chất bằng lò. Đó, đây mọi người xem đi, bao nhiêu con lá chàm thì tập kết về, hái về, lên trong hái về và bắt đầu nấu tại lò bằng cái hệ thống gọi là cái phương pháp lôi cuốn hơi nước á, để ra cái tinh dầu chàm nguyên chất như thế này. Thì tinh dầu chàm nguyên chất thì nó có nhiều loại đó, chàm gió rồi chàm chổi, nhưng mà cái loại tốt nhất á vẫn là chàm gió mọc tự nhiên đó. Và cái vùng đất ở Quảng Bình thì mọi người biết là cái thời tiết nó khắc nghiệt, mà nơi nào càng khắc nghiệt mà cây cối nơi đó nó sinh sôi, nó sống được á, thì cái chất lượng, cái dược tính của nó càng cao nha. Đây là lò chàm nè. Đây, sau khi là cái phương nấu bằng cái phương pháp lôi cuốn hơi nước thì là cắt tinh dầu vô như thế này nha. Đó, tinh dầu có màu ánh thiên xanh. Đó, nhìn rất là đẹp nha mọi người. Chuẩn tinh dầu chàm. Cái mùa này thì nắng gió đầy đủ, lá chàm nó dày và tinh dầu nó rất là đạt chuẩn mọi người nha. Đây mọi người xem nè. Đây là cái hệ thống nấu tinh dầu và cái lò dầu chàm đây nha. Thì mọi người dùng tinh dầu chàm bên anh đã 5-6 năm nay rồi thì mọi người cũng biết rồi đó. Cái độ hiệu quả của nó rất là cao. Bởi vì trên thị trường á, bây giờ tinh dầu chàm công nghiệp nó rất là nhiều, mà mình cũng không phân biệt. Người dùng thì đa số người ta không có phân biệt được. Đó,
cho nên khi mọi người dùng á, mọi người sẽ cảm nhận theo thời gian cái mùi thơm nó cũng sẽ rất là khác biệt đó. Dầu tràm nguyên chất các mẹ sẽ để được 3 đến 5 năm nhưng mà nó sẽ không có bị nhớt, bị dính và bị thay đổi màu. Tràm nguyên chất, tràm gió nguyên chất để càng lâu mùi càng đượm nha, càng thơm nha mọi người. Tinh dầu tràm á thì dùng rất là tốt cho trẻ sơ sinh nè, trẻ nhỏ nè, bà bầu nè, mẹ sau sinh nè, rồi người lớn tuổi, người già. Thì hiện tại đang trong cái mùa dịch như thế này á, thì là lò nấu tràm á, nấu ngày nấu đêm luôn á mọi người, để cung cấp tràm ra thị trường. Thì ví dụ như tràm gió nè, mình có thể phòng ngừa giống như là mình tăng cường bảo vệ đường hô hấp của mình bằng cách là chấm lên khẩu trang khi đi ra ngoài nha. Rồi khi mà mình tắm cho bé, mình nhỏ vô nước mình tắm thì ngừa cảm lạnh nè, rồi giữ ấm cho hệ hô hấp, kháng khuẩn rất là tốt. Rồi mình xông nhà cho những cái máy khuếch tán tinh dầu á, mình xông nhà tinh dầu tràm kháng khuẩn rất là tốt cho sức khỏe và hô hấp. Mọi người không nên dùng cái tinh dầu tràm không bị đây nha các mẹ nha, đây là tràm mới nấu rồi lò nè, màu thiên xanh như thế này là mọi người biết là tràm mùa này là tràm chuẩn nên cái lá tràm nó mới được cái màu như thế này nha mọi người. Đó đây, màu ánh thiên xanh nha. Đó, thì đây là một lớp tràm nè, anh chuẩn bị bỏ gia sĩ nha. Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay Diệu Anh sẽ đăng cho mọi người phát trực tiếp cận cảnh cái lò nấu tràm gió ở Quảng Bình nha mọi người. Thì đây là những cái bao tràm được thu hái về từ đồi tràm Quảng Bình, có nghĩa là tràm gió lá nhỏ mọc ở trên đồi á là tràm gió mọc tự nhiên nha. Đó, mình thu hái về sẽ cho người thu hái về và chất bằng lò đó. Đây mọi người xem nha, bao nhiêu cái lá tràm thì tập kết về, hái về, lên trong hái về và bắt đầu nấu tại lò bằng cái hệ thống gọi là cái phương pháp lôi cuốn hơi nước á, để ra cái tinh dầu tràm nguyên chất như thế này. Thì tinh dầu tràm nguyên chất thì nó có nhiều loại lắm, tràm gió rồi tràm chổi, nhưng mà cái loại tốt nhất á vẫn là tràm gió mọc tự nhiên đó. Và cái vùng đất ở Quảng Bình thì mọi người biết là cái thời tiết nó khắc nghiệt, mà nơi nào càng khắc nghiệt mà cây cối nơi đó nó sinh sôi, nó sống được á, thì cái chất lượng, cái dược tính của nó càng cao nha. Đây là lò tràm nè. Đây, sau khi là cái phương nấu bằng cái phương pháp lôi cuốn hơi nước thì là cắt tinh dầu vô như thế này nha. Đó, tinh dầu có màu ánh thiên xanh. Đó, nhìn rất là đẹp nha mọi người. Chuẩn tinh dầu tràm. Cái mùa này thì nắng gió đầy đủ á, lá tràm nó dày và tinh dầu nó rất là đạt chuẩn nha mọi người nha. Đây mọi người xem nè, đây là cái hệ thống nấu tinh dầu và cái lò dầu tràm đây nha. Thì mọi người dùng tinh dầu tràm bên anh đã 5-6 năm nay rồi thì mọi người cũng biết rồi đó, cái độ hiệu quả của nó rất là cao. Bởi vì trên thị trường á, bây giờ tinh dầu tràm công nghiệp nó rất là nhiều mà mình cũng không phân biệt, người dùng thì đa số người ta không có phân biệt được đó. Cho nên khi mọi người dùng á, mọi người sẽ cảm nhận theo thời gian cái mùi thơm nó cũng sẽ rất là khác biệt đó. Dầu tràm nguyên chất các mẹ sẽ để được 3 đến 5 năm nhưng mà nó sẽ không có bị nhớt, bị dính và bị thay đổi màu. Tràm nguyên chất, tràm gió nguyên chất để càng lâu mùi càng đượm nha, càng thơm nha mọi người. Tinh dầu tràm á thì dùng rất là tốt cho trẻ sơ sinh nè, trẻ nhỏ nè, bà bầu nè, mẹ sau sinh nè, rồi người lớn tuổi, người già. Thì hiện tại đang trong cái mùa dịch như thế này á, thì là lò nấu tràm á, nấu ngày nấu đêm luôn á mọi người, để cung cấp tràm ra thị trường. Thì ví dụ như tràm gió nè, mình có thể phòng ngừa giống như là mình tăng cường bảo vệ đường hô hấp của mình bằng cách là chấm lên khẩu trang khi đi ra ngoài nha. Rồi khi mà mình tắm cho bé, mình nhỏ vô nước mình tắm
thì ngừa cảm lạnh nè, rồi giữ ấm cho hệ hô hấp, kháng khuẩn rất là tốt. Rồi mình xông nhà cho những cái máy khuếch tán tinh dầu á, mình xông nhà tinh dầu tràm kháng khuẩn rất là tốt cho sức khỏe và hô hấp. Mọi người không nên dùng cái tinh dầu tràm nguyên liệu. Đây nha các mẹ nha, đây là tràm mới nấu lò nè, màu thiên xanh như thế này là mọi người biết là tràm mùa này là tràm chuẩn, nên cái lá tràm nó mới được cái màu như thế này nha mọi người. Đó, đây màu ánh thiên xanh nha. Đó, thì đây là một lít tràm nè, anh chuẩn bị bỏ gia sĩ nha. Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay Diệu Anh sẽ đăng cho mọi người phát trực tiếp để cận cảnh cái lò nấu tràm gió ở Quảng Bình nha mọi người. Thì đây là những cái bao tràm được thu hái về từ đồi tràm Quảng Bình, có nghĩa là tràm gió lá nhỏ mọc ở trên đồi á, là tràm gió mọc tự nhiên nha. Đó, mình thu hái về thì người thu hái về và chất bằng lò đó. Đây mọi người xem đi, bao nhiêu cái lá tràm thì tập kết về, hái về, lên công hái về và bắt đầu nấu tại lò bằng cái hệ thống gọi là cái phương pháp lôi cuốn hơi nước á, để ra cái tinh dầu tràm nguyên chất như thế này. Thì tinh dầu tràm nguyên chất thì nó có nhiều loại lắm, tràm gió rồi tràm chổi, nhưng mà cái loại tốt nhất á vẫn là tràm gió mọc tự nhiên đó. Và cái vùng đất ở Quảng Bình thì mọi người biết là cái thời tiết nó khắc nghiệt, mà nơi nào càng khắc nghiệt mà cây cối nơi đó nó sinh sôi, nó sống được á, thì cái chất lượng, cái dược tính của nó càng cao nha. Đây là lò tràm nè. Đây, sau khi là cái phương nấu bằng cái phương pháp lôi cuốn hơi nước thì là cắt tinh dầu vô như thế này nha. Đó, tinh dầu có màu ánh thiên xanh. Đó, nhìn rất là đẹp nha mọi người. Chuẩn tinh dầu tràm. Cái mùa này thì nắng gió đầy đủ á, lá tràm nó dày và tinh dầu nó rất là đạt chuẩn nha mọi người nha. Đây mọi người xem nè, đây là cái hệ thống nấu tinh dầu và cái lò dầu tràm đây nha. Thì mọi người dùng tinh dầu tràm bên anh đã 5-6 năm nay rồi thì mọi người cũng biết rồi đó, cái độ hiệu quả của nó rất là cao. Bởi vì trên thị trường á, bây giờ tinh dầu tràm công nghiệp nó rất là nhiều, mà mình cũng không phân biệt, người dùng thì đa số người ta không có phân biệt được đó. Cho nên khi mọi người dùng á, mọi người sẽ cảm nhận theo thời gian cái mùi thơm nó cũng sẽ rất là khác biệt đó. Dầu tràm nguyên chất các mẹ sẽ để được 3-5 năm, nhưng mà nó sẽ không có bị nhớt, bị dính hoặc là bị thay đổi màu. Tràm nguyên chất, tràm gió nguyên chất để càng lâu mùi càng đượm nha, càng thơm nha mọi người. Tinh dầu tràm á thì dùng rất là tốt cho trẻ sơ sinh nè, trẻ nhỏ nè, là bầu nè, mẹ sau sinh nè, rồi người lớn tuổi, người già. Thì hiện tại đang trong cái mùa dịch như thế này á, thì là lò nấu tràm á, nấu ngày nấu đêm luôn á mọi người, để cung cấp tràm ra thị trường. Thì ví dụ như tràm gió nè, mình có thể phòng ngừa giống như là mình tăng cường bảo vệ đường hô hấp của mình bằng cách là chấm lên khẩu trang khi đi ra ngoài nha. Rồi khi mà mình tắm cho bé, mình nhỏ vô nước mình tắm thì ngừa cảm lạnh nè, rồi giữ ấm cho hệ hô hấp, kháng khuẩn rất là tốt. Rồi mình xông nhà cho những cái máy khuếch tán tinh dầu á, mình xông nhà tinh dầu tràm kháng khuẩn rất là tốt cho sức khỏe và hô hấp. Mọi người không nên dùng cái tinh dầu tràm nguyên liệu. Đây nha các mẹ nha, đây là tràm mới nấu lò nè, màu thiên xanh như thế này là mọi người biết là tràm mùa này là tràm chuẩn, nên cái lá tràm nó mới được cái màu như thế này nha mọi người. Đó, đây màu ánh thiên xanh nha. Đó, thì đây là một lít tràm nè, anh chuẩn bị bỏ gia sĩ nha. Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay Diệu Anh sẽ đăng cho mọi người phát trực tiếp để cận cảnh cái lò nấu tràm gió ở Quảng Bình nha mọi người. Thì đây là những cái bao tràm được
thu hái về từ đồi tràm Quảng Bình, có nghĩa là tràm gió lá nhỏ mọc ở trên đồi á, là tràm gió mọc tự nhiên nha. Đó, mình thu hái về thì người thu hái về và chất là ngọt đó. Đây mọi người xem đi, bao nhiêu cái lá tràm thì tập kết về hái về lên không hái về và bắt đầu nấu tại lò bằng cái hệ thống gọi là cái phương pháp lôi cuốn hơi nước á, để ra cái tinh dầu tràm nguyên chất như thế này. Thì tinh dầu tràm nguyên chất thì nó có nhiều loại lắm, tràm gió rồi tràm chổi, nhưng mà cái loại tốt nhất á vẫn là tràm gió mà tự nhiên đó. Và cái vùng đất ở Quảng Bình thì mọi người biết là cái vị trí nó khắc nghiệt, mà nơi nào càng khắc nghiệt mà cây cối nơi đó nó sinh sôi, nó sống được á, thì cái chất lượng, cái dược tính của nó càng cao nha. Đây là lò tràm nè. Đây, sau khi là cái phương nấu bằng cái phương pháp lôi cuốn hơi nước thì là cắt tinh dầu vô như thế này nha. Đó, tinh dầu có màu ánh thiên xanh đó, nhìn rất là đẹp nha mọi người. Chuẩn tinh dầu tràm cái mùa này thì nắng gió đầy đủ á, lá tràm nó dày và tinh dầu nó rất là đạt chuẩn nha mọi người nha. Đây mọi người xem nè, đây là cái hệ thống nấu tinh dầu và cái lò dầu tràm đây nha. Thì mọi người dùng tinh dầu tràm bên anh đã 5-6 năm nay rồi thì mọi người cũng biết rồi đó, cái độ hiệu quả của nó rất là cao. Bởi vì trên thị trường á, bây giờ tinh dầu tràm công nghiệp nó rất là nhiều, mà mình cũng không phân biệt, người dùng thì đa số người ta không có phân biệt được đó. Cho nên khi mọi người dùng á, mọi người sẽ cảm nhận theo thời gian cái mùi thơm nó cũng sẽ rất là khác biệt đó. Dầu tràm nguyên chất các mẹ sẽ để được 3-5 năm, nhưng mà nó sẽ không có bị nhớt, bị dính và bị thay đổi màu. Tràm nguyên chất, tràm gió nguyên chất để càng lâu mùi càng đượm nha, càng thơm nha mọi người. Tinh dầu tràm á thì dùng rất là tốt cho trẻ sơ sinh nè, trẻ nhỏ nè, bà bầu nè, mẹ sau sinh nè, rồi người lớn tuổi, người già. Thì hiện tại đang trong cái mùa dịch như thế này á, thì là lò nấu tràm á, nấu ngày nấu đêm luôn á mọi người, để cung cấp tràm ra thị trường. Thì ví dụ như tràm gió nè, mình có thể phòng ngừa giống như là mình tăng cường bảo vệ đường hô hấp của mình bằng cách là chấm lên khẩu trang khi đi ra ngoài nha. Rồi khi mà mình tắm cho bé, mình nhỏ vô nước mình tắm thì ngừa cảm lạnh nè, rồi giữ ấm cho hệ hô hấp, kháng khuẩn rất là tốt. Rồi mình xông nhà cho những cái máy khuếch tán tinh dầu á, mình xông nhà tinh dầu tràm kháng khuẩn rất là tốt cho sức khỏe và hô hấp. Mọi người không nên dùng cái tinh dầu tràm nguyên liệu. Đây nha các mẹ nha, đây là tràm mới nấu rồi lò nè, màu thiên xanh như thế này là mọi người biết là tràm mùa này là tràm chuẩn, nên cái lá tràm nó mới được cái màu như thế này nha mọi người. Đó, đây màu ánh thiên xanh nha. Đó, thì đây là một lít tràm nè, anh chuẩn bị bỏ gia sĩ nha. Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay Diệu Anh sẽ đăng cho mọi người phát trực tiếp cận cảnh cái lò nấu tràm gió ở Quảng Bình nha mọi người. Thì đây là những cái bao tràm được thu hái về từ đồi tràm Quảng Bình, có nghĩa là tràm gió lá nhỏ mọc ở trên đồi á, là tràm gió mọc tự nhiên nha. Đó, mình thu hái về thì người thu hái về và đây mọi người xem đi, bao nhiêu cái lá tràm thì tập kết về hái về lên không hái về và bắt đầu nấu tại lò bằng cái hệ thống gọi là cái phương pháp lôi cuốn hơi nước á, để ra cái tinh dầu tràm nguyên chất như thế này. Thì tinh dầu tràm nguyên chất thì nó có nhiều loại lắm, tràm gió rồi tràm chổi, nhưng mà cái loại tốt nhất á vẫn là tràm gió mà tự nhiên đó. Và cái vùng đất ở Quảng Bình thì mọi người biết là cái vị trí nó khắc nghiệt, mà nơi nào càng khắc nghiệt mà cây cối nơi đó nó sinh sôi, nó sống được á, thì cái chất lượng, cái dược tính của nó càng cao nha. Đây là lò tràm nè. Đây, sau khi là cái phương
nấu bằng cái phương pháp lôi cuốn hơi nước thì là cắt tinh dầu vô như thế này nha. Đó, tinh dầu có màu ấm thiên xanh. Đó, nhìn rất là đẹp nha mọi người. Chuẩn tinh dầu chàm. Cái mùa này thì nắng gió đầy đủ, lá chàm nó dày và tinh dầu nó rất là đạt chuẩn mọi người nha. Đây mọi người xem nè, đây là cái hệ thống nấu tinh dầu và cái lò dầu chàm đây nha. Thì mọi người dùng tinh dầu chàm bên Anh đã 5-6 năm nay rồi thì mọi người cũng biết rồi đó, cái độ hiệu quả của nó rất là cao. Bởi vì trên thị trường bây giờ tinh dầu chàm công nghiệp nó rất là nhiều mà mình cũng không phân biệt, người dùng thì đa số người ta không có phân biệt được đó. Cho nên khi mọi người dùng á, mọi người sẽ cảm nhận theo thời gian cái mùi thơm nó cũng sẽ rất là khác biệt đó. Dầu chàm nguyên chất các mẹ sẽ để được 3-5 năm nhưng mà nó sẽ không có bị nhớt, bị dính và bị thay đổi màu. Chàm nguyên chất, chàm gió nguyên chất để càng lâu mùi càng đượm nha, càng thơm nha mọi người. Tinh dầu chàm á thì dùng rất là tốt cho trẻ sơ sinh nè, trẻ nhỏ nè, bà bầu nè, mẹ sau sinh nè, rồi người lớn tuổi, người già. Thì hiện tại đang trong cái mùa dịch như thế này á, thì là lò nấu chàm á, nấu ngày nấu đêm luôn á mọi người, để cung cấp chàm ra thị trường. Thì ví dụ như chàm gió nè, mình có thể phòng ngừa giống như là mình tăng cường bảo vệ đường hô hấp của mình bằng cách là chấm lên khẩu trang khi đi ra ngoài nha. Rồi khi mà mình tắm cho bé, mình nhỏ vô nước mình tắm thì ngừa cảm lạnh nè, rồi giữ ấm cho hệ hô hấp, kháng khuẩn rất là tốt. Rồi mình xông nhà cho những cái máy hút tán tinh dầu á, mình xông nhà tinh dầu chàm kháng khuẩn rất là tốt cho sức khỏe và hô hấp. Mọi người không nên dùng cái tinh dầu chàm nguyên liệu. Đây nha các mẹ nha, đây là chàm mới nấu lên lò nè, màu thiên xanh như thế này là mọi người biết là chàm mùa này là chàm chuẩn nên cái lá chàm nó mới được cái màu như thế này nha mọi người. Đó, đây màu ánh thiên xanh nha. Đó, thì đây là một lít chàm nè, anh chuẩn bị bỏ gia sĩ nha. Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay Diệu Anh sẽ đăng cho mọi người phát trực tiếp cận cảnh cái lò nấu chàm gió ở Quảng Bình nha mọi người. Thì đây là những cái bao chàm được thu hái về từ đồi chàm Quảng Bình, có nghĩa là chàm gió lá nhỏ mọc ở trên đồi á là chàm gió mọc tự nhiên nha. Mình thu hái về, mọi người thu hái về và đây mọi người xem nha, bao nhiêu cái lá chàm thì tập kết về, hái về, lên công hái về và bắt đầu nấu tại lò bằng cái hệ thống gọi là cái phương pháp lôi cuốn hơi nước á, để ra được cái tinh dầu chàm nguyên chất như thế này. Thì tinh dầu chàm nguyên chất thì nó có nhiều loại, chàm gió rồi chàm chổi, nhưng mà cái loại tốt nhất á vẫn là chàm gió mọc tự nhiên đó. Và cái vùng đất ở Quảng Bình thì mọi người biết là cái thời tiết nó khắc nghiệt, mà nơi nào càng khắc nghiệt mà cây cối nơi đó nó sinh sôi, nó sống được á, thì cái chất lượng, cái dược tính của nó càng cao nha. Đây là lò chàm nè. Đây, sau khi là cái phương nấu bằng cái phương pháp lôi cuốn hơi nước thì là cắt tinh dầu vô như thế này nha. Đó, tinh dầu có màu ấm thiên xanh. Đó, nhìn rất là đẹp nha mọi người. Chuẩn tinh dầu chàm. Cái mùa này thì nắng gió đầy đủ, lá chàm nó dày và tinh dầu nó rất là đạt chuẩn mọi người nha. Đây mọi người xem nè, đây là cái hệ thống nấu tinh dầu và cái lò dầu chàm đây nha. Thì mọi người dùng tinh dầu chàm bên Anh đã 5-6 năm nay rồi thì mọi người cũng biết rồi đó, cái độ hiệu quả của nó rất là cao. Bởi vì trên thị trường bây giờ tinh dầu chàm công nghiệp nó rất là nhiều mà mình cũng không phân biệt, người dùng thì đa số người ta không có phân biệt được đó. Cho nên khi mọi người dùng á, mọi người sẽ cảm nhận theo thời gian cái mùi thơm nó cũng sẽ rất là khác biệt đó. Dầu chàm nguyên chất các mẹ sẽ để được 3-5 năm nhưng mà nó sẽ không có bị nhớt, bị dính và bị thay đổi màu.
chàm nguyên chất, chàm gió nguyên chất, để càng lâu mùi càng đượm nha, càng thơm nha mọi người. Tinh dầu chàm á thì dùng rất là tốt cho trẻ sơ sinh nè, trẻ nhỏ nè, là bầu nè, mẹ sau sinh nè, rồi người lớn tuổi, người già. Thì hiện tại đang trong cái mùa dịch như thế này á, thì là lò nấu chàm á, nấu ngày nấu đêm luôn á mọi người, để cung cấp chàm ra thị trường. Thì ví dụ như chàm gió nè, mình có thể phòng ngừa giống như là mình tăng cường bảo vệ đường hô hấp của mình bằng cách là chấm lên khẩu trang khi đi ra ngoài nha. Rồi khi mà mình tắm cho bé, mình nhỏ vô nước mình tắm thì ngừa cảm lạnh nè, rồi giữ ấm cho hệ hô hấp, kháng khuẩn rất là tốt. Rồi mình xông nhà cho những cái máy khuếch tán tinh dầu á, mình xông nhà tinh dầu chàm kháng khuẩn rất là tốt cho sức khỏe và hô hấp. Mọi người không nên dùng cái tinh dầu chàm nguyên liệu. Đây nha các mẹ nha, đây là chàm mới nấu lên lò nè, màu thiên xanh như thế này là mọi người biết là chàm mùa này là chàm chuẩn, nên cái lá chàm nó mới được cái màu như thế này nha mọi người. Đó, đây màu ánh thiên xanh nha. Đó, thì đây là một lít chàm nè, anh chuẩn bị bỏ gia sĩ nha. Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay Diệu Anh sẽ đăng cho mọi người phát trực tiếp được cắm cái lò nấu chàm gió ở Quảng Bình nha mọi người. Thì đây là những cái bao chàm được thu hái về từ đồi chàm Quảng Bình, có nghĩa là chàm gió lá nhỏ mọc ở trên đồi á, là chàm gió mọc tự nhiên nha. Mình thu hái về thì mọi người thu hái về và đó. Đây mọi người xem đi, bao nhiêu cái lá chàm thì tập kết về, hái về, lên trong hái về và bắt đầu nấu tại lò bằng cái hệ thống gọi là cái phương pháp lôi cuốn hơi nước á, để ra cái tinh dầu chàm nguyên chất như thế này. Thì tinh dầu chàm nguyên chất thì nó có nhiều loại lắm, chàm gió rồi chàm chổi, nhưng mà cái loại tốt nhất á vẫn là chàm gió mà tự nhiên đó. Và cái vùng đất ở Quảng Bình thì mọi người biết là cái thời tiết nó khắc nghiệt, mà nơi nào càng khắc nghiệt mà cây cối nơi đó nó sinh sôi, nó sống được á, thì cái chất lượng, cái dược tính của nó càng cao nha. Đây là lò chàm nè. Đây, sau khi là cái phương nấu bằng cái phương pháp lôi cuốn hơi nước thì là cắt tinh dầu vô như thế này nha. Đó, tinh dầu có màu ánh thiên xanh, đó nhìn rất là đẹp nha mọi người. Chuẩn tinh dầu chàm cái mùa này thì nắng gió đầy đủ á, lá chàm nó dày và tinh dầu nó rất là đạt chuẩn nha mọi người nha. Đây mọi người xem nè, đây là cái hệ thống nấu tinh dầu và cái lò dầu chàm đây nha. Thì mọi người dùng tinh dầu chàm bên anh đã 5-6 năm nay rồi thì mọi người cũng biết rồi đó, cái độ hiệu quả của nó rất là cao. Bởi vì trên thị trường á, bây giờ tinh dầu chàm công nghiệp nó rất là nhiều, mà mình cũng không phân biệt, người dùng thì đa số người ta không có phân biệt được đó. Cho nên khi mọi người dùng á, mọi người sẽ cảm nhận theo thời gian cái mùi thơm nó cũng sẽ rất là khác biệt đó. Dầu chàm nguyên chất các mẹ sẽ để được 3-5 năm, nhưng mà nó sẽ không có bị nhớt, bị dính hoặc bị thay đổi màu. Chàm nguyên chất, chàm gió nguyên chất, để càng lâu mùi càng đượm nha, càng thơm nha mọi người. Tinh dầu chàm á thì dùng rất là tốt cho trẻ sơ sinh nè, trẻ nhỏ nè, là bầu nè, mẹ sau sinh nè, rồi người lớn tuổi, người già. Thì hiện tại đang trong cái mùa dịch như thế này á, thì là lò nấu chàm á, nấu ngày nấu đêm luôn á mọi người, để cung cấp chàm ra thị trường. Thì ví dụ như chàm gió nè, mình có thể phòng ngừa giống như là mình tăng cường bảo vệ đường hô hấp của mình bằng cách là chấm lên khẩu trang khi đi ra ngoài nha. Rồi khi mà mình tắm cho bé, mình nhỏ vô nước mình tắm thì ngừa cảm lạnh nè, rồi giữ ấm cho hệ hô hấp, kháng khuẩn rất là tốt. Rồi mình xông nhà cho những cái máy khuếch tán tinh dầu á, mình xông nhà tinh dầu chàm kháng khuẩn rất là tốt cho sức khỏe và hô hấp.
mọi người không nên dùng cái tinh dầu kèm nguyên liệu. Đây nha các mẹ nha, đây là chè mới nấu lên lò nè, màu thiên xanh như thế này là mọi người biết là chè mùa này là chè chuẩn nên cái lá chè nó mới được cái màu như thế này nha mọi người. Đó, đây màu ánh thiên xanh nha. Đó, thì đây là một lít chè nè, anh chuẩn bị bỏ gia sĩ nha. Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay Diệu Anh sẽ đăng cho mọi người phát trực tiếp cận cảnh cái lò nấu chàm gió ở Quảng Bình nha mọi người. Thì đây là những cái bao chàm được thu hái về từ đồi chàm Quảng Bình, có nghĩa là chàm gió lá nhỏ mọc ở trên đồi á, là chàm gió mọc tự nhiên nha. Đó, mình thu hái về thì mọi người thu hái về và đây mọi người xem đi, bao nhiêu cái lá chàm thì tập kết về hái về thêm không hái về và bắt đầu nấu tại lò bằng cái hệ thống gọi là cái phương pháp lôi cuốn hơi nước á, để ra được cái tinh dầu chàm nguyên chất như thế này. Thì tinh dầu chàm nguyên chất thì nó có nhiều loại, chàm gió rồi chàm chổi, nhưng mà cái loại tốt nhất á vẫn là chàm gió mọc tự nhiên đó. Và cái vùng đất ở Quảng Bình thì mọi người biết là cái thời tiết nó khắc nghiệt, mà nơi nào càng khắc nghiệt mà cây cối nơi đó nó sinh sôi, nó sống được á, thì cái chất lượng, cái dược tính của nó càng cao nha. Đây là lò chàm nè. Đây, sau khi là cái phương nấu bằng cái phương pháp lôi cuốn hơi nước thì là cắt tinh dầu vô như thế này nha. Đó, tinh dầu có màu ánh thiên xanh đó, nhìn rất là đẹp nha mọi người. Chuẩn tinh dầu chàm cái mùa này thì nắng gió đầy đủ, lá chàm nó dày và tinh dầu nó rất là đạt chuẩn mọi người nha. Đây mọi người xem nè, đây là cái hệ thống nấu tinh dầu và cái lò dầu chàm đây nha. Thì mọi người dùng tinh dầu chàm bên anh đã 5-6 năm nay rồi thì mọi người cũng biết rồi đó, cái độ hiệu quả của nó rất là cao. Bởi vì trên thị trường bây giờ tinh dầu chàm công nghiệp nó rất là nhiều mà mình cũng không phân biệt, người dùng thì đa số người ta không có phân biệt được đó. Cho nên khi mọi người dùng á, mọi người sẽ cảm nhận theo thời gian cái mùi thơm nó cũng sẽ rất là khác biệt đó. Dầu chàm nguyên chất các mẹ sẽ để được 3-5 năm nhưng mà nó sẽ không có bị nhớt, bị dính và bị thay đổi màu. Chàm nguyên chất, chàm gió nguyên chất để càng lâu mùi càng đượm nha, càng thơm nha mọi người. Tinh dầu chàm thì dùng rất là tốt cho trẻ sơ sinh nè, trẻ nhỏ nè, bà bầu nè, mẹ sau sinh nè, rồi người lớn tuổi, người già. Thì hiện tại đang trong cái mùa dịch như thế này á, thì là lò nấu chàm á, nấu ngày nấu đêm luôn á mọi người, để cung cấp chàm ra thị trường. Thì ví dụ như chàm gió nè, mình có thể phòng ngừa giống như là mình tăng cường bảo vệ đường hô hấp của mình bằng cách là chấm lên khẩu trang khi đi ra ngoài nha. Rồi khi mà mình tắm cho bé, mình nhỏ vô nước mình tắm thì ngừa cảm lạnh nè, rồi giữ ấm cho hệ hô hấp, kháng khuẩn rất là tốt. Rồi mình xông nhà cho những cái máy khuếch tán tinh dầu á, mình xông nhà tinh dầu chàm kháng khuẩn rất là tốt cho sức khỏe và hô hấp. Mọi người không nên dùng cái tinh dầu chàm nguyên liệu. Đây nha các mẹ nha, đây là chàm mới nấu lên lò nè, màu thiên xanh như thế này là mọi người biết là chàm mùa này là chàm chuẩn nên cái lá chàm nó mới được cái màu như thế này nha mọi người. Đó, đây màu ánh thiên xanh nha. Đó, thì đây là một lít chàm nè, anh chuẩn bị bỏ gia sĩ nha.